cho các bạn. Mình đang có mặt tại Vida, địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy đây, mình có một cái chiếc đầu karaoke của Sơn Ca Media với cái tên gọi đầy đủ là Agnos Mini Karaoke Wi-Fi KM1. Thì đây là cái chiếc đầu karaoke mini mình cũng đã giới thiệu đến các bạn ở cái video clip lần trước rồi. Thì cái ưu điểm của nó chính là sự nhỏ gọn về mặt thiết kế, và thứ hai là sự linh động trong những cái tính năng điều khiển khi sử dụng, bởi vì nó có thể kết nối được với những cái thiết bị ngoại vi như là tablet hay là smartphone thông qua một cái ứng dụng là cái ứng dụng Karaoke Connect, cũng khá là quen thuộc với những ai đã sử dụng những cái dòng đầu karaoke của Sơn Ca Media đó. Thì ở cái video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách setup ban đầu cũng như là cái cách cài đặt cái chiếc đầu karaoke này, làm sao để cho nó có thể kết nối được với những cái thiết bị ngoại vi khác như là tablet hay là smartphone, và dĩ nhiên là mình sẽ thao tác với cái chiếc smartphone thần thoại của mình, huyền thoại của mình, cái chiếc Lumia 520 này đó. Bởi vì cái chiếc đầu karaoke Agnos Mini Karaoke Wi-Fi KM1 này nó hỗ trợ kết nối với đa nền tảng, đặc biệt là ba cái nền tảng thông dụng nhất hiện nay, đó là Windows Phone, iOS cũng như là Android đó. Rồi, thì như bạn thấy đây là tất cả những cái phụ kiện mà cái chiếc đầu karaoke Agnos Mini Karaoke Wi-Fi KM1 có được. Đó là cái cáp AV, đó là cái USB với dung lượng 8GB hoặc 16GB như mình đã nói, một cái anten để giúp cho cái chiếc đầu karaoke có thể kết nối được với những cái thiết bị khác như là tablet, smartphone thông qua cái tín hiệu Wi-Fi hotspot. Và tiếp theo đó là một cái remote để điều khiển nếu chúng ta không sử dụng những cái thiết bị kết nối Wi-Fi, và cuối cùng đó là một cái cặp pin để sử dụng cho cái chiếc remote đó. Thì việc kết nối cũng như là cài đặt ban đầu của cái chiếc đầu karaoke Agnos Mini Karaoke Wi-Fi KM1 cũng rất đơn giản, chúng ta kết nối cái cổng tín hiệu âm thanh và hình ảnh, bởi vì đây là cái dòng đầu karaoke giá rẻ cho nên nó không hỗ trợ cái cổng HDMI. Sau khi kết nối cặp AV thì chúng ta sẽ kết nối cái phần đầu còn lại với cái màn hình TV hoặc là với cái âm ly. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cắp nguồn, và cuối cùng đó là chúng ta gắn cái anten này vào để cho nó có thể tạo ra cái điểm Wi-Fi hotspot và kết nối với những cái thiết bị ngoại vi khác. Và dĩ nhiên cái phần quan trọng không thể thiếu đó là gắn cái USB này vào cái chiếc đầu karaoke để nó có thể lock dữ liệu từ USB và phát ra những cái bài hát đó. Thì nó cắm vào cái cổng USB ở đây. Rồi, và cuối cùng chúng ta cắm điện thôi. Thì sau khi cắm điện thì bạn thấy là cái đèn tín hiệu ở phần mặt trước nó sẽ đỏ lên để chứng tỏ là cái đầu karaoke của chúng ta đã được cấp nguồn và chuẩn bị hoạt động, sẵn sàng hoạt động để hát karaoke. Rồi, và dĩ nhiên nếu bạn không muốn sử dụng cái chiếc remote truyền thống này thì bạn có thể kết nối cái chiếc đầu karaoke của chúng ta với những cái thiết bị ngoại vi khác, chẳng hạn như ở đây mình có một cái chiếc smartphone chạy hệ điều hành Windows Phone. Thì để có thể kết nối được cái chiếc đầu karaoke Agnos KM1 với cái chiếc smartphone này thì bạn cần phải tải một cái ứng dụng mang tên là Karaoke Connect. Thì cái ứng dụng này dễ dàng cài đặt từ các kho ứng dụng online của những cái hệ điều hành, chẳng hạn như Android, Windows Phone hay là iOS, bởi vì nó hỗ trợ cả ba nền tảng hiện nay đó. Thì cái ứng dụng này mình đã tải về rồi, mình sẽ mở ra cho các bạn thấy cái ứng dụng Karaoke Connect nó sẽ có một cái logo như thế nào. Thì gần như là tương tự với những dòng đầu karaoke Agnos trước đây. Đó, đây là cái ứng dụng Karaoke Connect mình tải về. Bạn chọn theo cái tên là Karaoke Connect thì trên những cái kho ứng dụng nó sẽ hiện lên. Và sau khi tải cái ứng dụng Karaoke Connect xong thì việc đầu tiên là bạn cần phải kết nối cái thiết bị của bạn, là cái smartphone hay là cái tablet, với cái tín hiệu Wi-Fi do cái chiếc đầu karaoke Agnos KM1 phát ra. Thì mình sẽ vào cái phần mục Wi-Fi setting ở đây để kết nối với cái tín hiệu Wi-Fi mà nó phát ra. Đây. Đó. Đó, như bạn thấy là khi khởi động cái chiếc đầu karaoke của chúng ta thì nó sẽ tự động phát ra cái tín hiệu Wi-Fi là KM1EC50 này. Đó là tên của cái tín hiệu Wi-Fi mà cái chiếc đầu karaoke Agnos KM1 phát ra. Chúng ta chọn vào thôi. Ở đây thì nó không có password. Đó, thì nó sẽ kết nối, sau khi kết nối thì nó sẽ báo là đã kết nối thành công. Như bạn thấy ở đây no internet access, như bạn đừng quá quan tâm bởi vì mình sẽ sử dụng cái tín hiệu nội bộ. Như vậy là mình đã kết nối được cái chiếc smartphone mình với cái chiếc đầu karaoke rồi. Và cái bước tiếp theo của bạn là vào cái ứng dụng Karaoke Connect để chúng ta có thể lock dữ liệu bài hát và thao tác tất cả những cái dữ liệu bài hát, tùy chọn tìm kiếm bài hát trên cái chiếc smartphone này của mình.
Rồi, thì dĩ nhiên là nếu mà lần đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để cho cái thiết bị chúng ta load tất cả những cái dữ liệu bài hát trên cái chế độ karaoke Atmos KM1. Đó. Thì sau khi kết nối, như bạn thấy là ở cái phần trên cùng nó sẽ hiện cái mục là KM1 EC50 có ký hiệu màu xanh, đây là nó đã kết nối được với đầu karaoke rồi, và đây là những cái dữ liệu bài hát có trên cái chiếc đầu karaoke KM1 của chúng ta. Và việc còn lại của chúng ta đó chính là bấm chọn bài hát và hát mà thôi. Ở cái mục menu cũng rất là nhiều, chẳng hạn như thống kê số lượng bài hát, ca sĩ bao nhiêu, tác giả như thế nào, thể loại ngôn ngữ như thế nào, đó việc tùy chọn cũng như là thao tác khi bấm chọn bài hát trở nên rất là linh động và dễ dàng cho các bạn. Đó, ở đây thì cái mục menu ở bên tay phải là chỉnh cái melody, tempo, key trong ca sĩ đó, rất là nhiều. Thì cái video trải nghiệm sử dụng cái chiếc đầu karaoke mini, karaoke wifi KM1 này mình sẽ gửi đến các bạn trong cái video clip khác. Còn trong quá trình thao tác kết nối cái chiếc đầu karaoke Atmos KM1 này với những cái thiết bị ngoại vi như tablet, smartphone, nếu có những cái vấn đề gì cần thắc mắc thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua cái số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến tại Vida ở hai địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6 quận 10, hoặc 105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, để được các nhân viên kỹ thuật của Vida hướng dẫn một cách tận tình hơn. Còn bây giờ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Chào các bạn.